Vâng ạ, trước kia thì tôi lạnh này, tôi đắp chăn bông này, toàn đắp chăn bông thôi, lúc nào cũng phải chăn mà phải đè đây, xong ở trong cái bụng là phải một cái gối con nữa. Thế nhưng mà lạnh thì sáng nào cũng bị lạnh. Thế nhưng mà sau khi mà thở đường dương đấy thì là sợ đi học đấy, diện chẩn thì thở đường dương đấy, thì thở mỗi ngày đầu tiên thì thở 20 lần đấy, xong bị nóng nhiều thế, nóng quá xong thức đêm đấy, thức cả đêm đêm luôn, chơi đến sáng luôn, chơi đến sáng luôn. Thế mà tỉnh táo không hề mệt một tí nào, cũng rất là tỉnh táo. Thế nhưng mà đến khi là chuyển xuống là rút đi 10 đường dương đấy, chỉ thở 10 đường dương thôi, thì là cơ thể nói chung là rất là bình thường. Mà nói chung là ai lạnh thì lạnh, nhưng tôi không lạnh thật, không đắp chăn dày như thế nữa, mà chỉ đắp mỗi cái vỏ chăn. Thế còn khi mà tôi học đến đường thở đường âm đấy, thì tôi lại thở thêm 2 đường âm, 10 đường dương, 2 đường âm, thì tôi lại bị lạnh, xong tôi lại bị đi lạnh, đi ngoài, đi vệ sinh. Nói chung là nó làm cho bụng bị tiêu chảy. Thế cho nên là tôi không dám thở đường âm nữa, mà tôi chỉ sử dụng mỗi đường dương thôi. Đấy, chẳng hạn như là vâng, hợp với đường dương ạ. Tại vì cơ thể nó quá lạnh, cũng do cách ăn uống mình không biết ăn ấy, mình cứ ăn những cái đồ lạnh như cam quýt các thứ nọ kia đấy, rồi những cái rau rết ăn quá nhiều. Không, bây giờ ăn thì phải âm dương, là phải kết hợp ạ.